Hello, hello, xin chào tất cả các cô bác, các anh, các chị. Nhung đang làm một bộ 4 chiếc cốc với các vị khác nhau, 4 cốc gọi là trà các loại gia vị với các vị khác nhau. Đây, các bác có đoán được cái chậu đầu tiên là cái cốc đầu tiên là gì không? Cốc đầu tiên là Bạc Hà. Cốc thứ hai là xem nào, Tía Tô. Cốc số 3 là Ngộ. Cốc số 4 là Húng Chó. Và Nhung đã có 4 cái loại nước, nước các loại rau gia vị này để uống. Và bây giờ thì Nhung sẽ uống để trị cảm cúm.